không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Có phải nhìn thấy cây trâm tử ngọc thật cũng không được á hay không? Thì ra tên khốn này muốn chiếm đoạt cây trâm tử ngọc. Trả lại đây. Tôi có trả dễ tới vậy? Lượm bảo bối ở dưới đất, hỏi trời hỏi đất không tìm được. Đại phu nhân đang đợi cài đó, nhanh lên. Ai mà không biết, nhưng khó khăn lắm mới tìm được cây trâm tử ngọc này. Có khi nào có chút trả công hay không ta? Huynh muốn trả công gì chứ? Hôn cái đi. Năm nào cũng như vậy, năm nào cũng bắt muội hôn huynh mới thôi. Nguyệt Doanh à, mỗi năm chỉ có một ngày chúng ta có thể ngọt ngào như vậy, không phải thì phí quá. Không giỡn nữa, muội mặc cho đại phu nhân đánh muội chửi muội đi. Đừng mà, mau đi, chịu đi, hôn cái đi, ngoan đi mà. Không được, muội không phản bội bản thân đâu. Muội đã nói như vậy, vậy thì huynh tự làm đó nha. Nè. Nguyệt Doanh, Nguyệt Doanh, lại đại phu nhân, cây trâm, cây trâm, chạy đi, chạy đi. Thì ra cô đang ở đây thật. Đại phu nhân, cây trâm của ta đâu? Dạ đây, đại phu nhân. Ý, hình như lúc nãy có giọng nam nhi nữa mà. Nguyệt Doanh tỷ, tỷ đang tâm sự sao? Có một bá bá hỏi đường thôi. Ngõ này chật hẹp như vậy, chúng ta ra đường lớn góc vô còn hay hơn. Trông chóng ở đằng trước cũng đẹp lắm. Lão gia tiếp qua bển coi nha. Cũng được. Nguyệt Kiểu, thay ta qua bển chọn một cái đi. Dạ biết nhị phu nhân. Ủa, sao huynh không đi chung với mọi người? Tôi phải bảo vệ cô vì nhị phu nhân mà. Nhưng huynh không phải là hộ diện. Tuy tôi không được quay phong, nhớ ra cũng rất cao to. Yên Trinh, chẳng phải cha nghỉ ngơi sao? Sau khi cha ngủ dậy, nghe các nha hoàn nói con không cần chúng theo con đi hội hoa đăng, cha thấy không yên tâm nên tới đây tìm con đó. Được, cũng được. Cha, cha nhìn đằng kia kìa. Hoa đăng đúng là đẹp lắm. Ê trời, xin lỗi nghe. Nguyệt Doanh, tất cả tự đi chơi đi, không phải lo cho ta. Đa tạ đại phu nhân. Lão gia. Hả? Thiếp muốn đi dạo ở gần đây, hay là lão gia về phủ trước đi? Cũng được. Nè các người, tự mình đi chơi, không cần theo ta nữa. Dạ lão gia. Ngươi làm gì vậy? Tự nhiên có trách nhiệm bảo vệ cho lão gia. Không cần người bảo vệ nữa, đừng đi theo ta. Nè, qua bên kia đi. Cầu kính nguyệt. Cầu kính nguyệt. Kính hoa thủy nguyệt.
đầu thượng cầu nam nhân. Lời giải là thoa đầu phụng. Thoa đầu phụng. Huynh đài, huynh đoán trúng rồi. Huynh đài, huynh đoán trúng rồi. Không ngờ muội vẫn còn giữ cây trâm tử ngọc này tới hôm nay. Cây trâm này là do huynh tặng cho muội, đương nhiên muội phải cố gắng giữ gìn. Thật ra lúc nãy muội cũng đoán được, nhưng bị huynh đi trước một bước rồi. Vậy sao? Muội còn nhớ lúc trước chúng ta ngâm thơ đối câu, huynh thích nhất chính là hoa đầu phụng của Lục Du. Hồng tô thủ, hoàng đằng tủ, mãn thành xuân sắc cung tường liễu, đông phong ác, quang tình bạc, nhất hoài sầu tử, kỷ niên ly tác, thác, thác, thác. Xuân như cựu, nhân không xấu, lệ ngân hồng, ấp giao tiêu thấu, đào hoa lạc, nhàn trí cát, sơn minh tuy tại, cẩm thư nan thác, mạc. Quát bồn ông dám nghe phu nhân ta. Ta thật sự đúng là nóng. Đã tới lúc muội phải về rồi. Cũng giống như thoa đầu phụng vậy, trước sau cũng phải phân ly. Làm sao giống chứ? Lục Du trong thoa đầu phụng cùng với biểu muội Đường Nguyễn yêu nhau lại không thể, do tình thế ép buộc bị người ta chia cách. Còn muội năm xưa, muội không chọn huynh, muội chọn cầu chính. Có thể lúc đó muội còn trẻ, thấy ông ta đạo mạo khôi ngô, tuổi tác cũng cân xứng. Nếu từ đầu muội biết sau bao nhiêu năm, huynh cũng có thể giữ được tướng mạo phong lưu như vậy. Có thể năm xưa chưa chắc muội chọn như vậy. Huynh cũng tôn trọng lựa chọn của muội. Đích thực cầu chính của ngày xưa đạo mạo khôi ngô, tuổi trẻ tài cao. Còn huynh tuy cũng có chút thành công trong quan trường, nhưng tiếc là số huynh khắc thê. Huynh cưới hết 7 thê thiếp đều bị huynh khắc chết. Muội có nghe nói phu nhân của huynh qua đời, thì ra có 7 người lẫn sao? Chẳng có mờ tỏ tròn khuyết, xưa nay khó giữ được. Có duyên chưa chắc có phận. Muội dạ huynh có duyên không phận thôi. Không chừng đời sau của chúng ta có thể có duyên có phận. Ý của muội là, kể từ khi Kỳ Tấn của muội có công danh cử nhân, tướng mạo khôi ngô, thiên kim của huynh lại xuất thân từ danh môn, hai người tuổi tác trạc nhau, nếu hai gia đình có thể kết thành tần tấn hữu hảo, ít ra chúng ta cũng có thể bù đắp được hối tiếc ngày xưa. Xin dừng bước. Chào cô, chúng tôi là gia đình khôi ngô nhất. Phủ Tả Thị Lan. Tôi tên là Nhật Bạch. Tôi là Nhật Cát. Tôi tên Nhật Tường. Thì ra ba người là gia đình. Chừng nào lên chức quản gia mới tới gặp tôi ha. Đẹp quá. Người này được lắm đó, cao to lực lưỡng. Trời ơi, nhìn nét mặt của cô đi muốn gả lắm rồi. Thường tỷ à, tỷ có người rồi, đương nhiên là nói như vậy. Chỉ tội cho mấy tỷ muội này vẫn chưa có người nào. Thôi thì nhân buổi qua đăng tối nay lượm một cái, nếu không thì tôi cho qua rồi không đò ngang đâu. Bây giờ tôi phải đi đón đò. Ném lọ sao? Đúng vậy. Nương tử của huynh đâu? Tôi vẫn chưa thành thân. Vậy huynh tên là gì? Trần Hoàng theo ta. Mấy cô nương đúng là chẳng có ai được hết. Bởi mới nói tất cả đều là trân cầm dị thú, hoa tàn liễu úa. Tiếp tục cố gắng đi, tiếp tục bắt. Công phu nha hoàng. Đúng là xui xẻo. Nha hoàng thì là cá trám cỏ nhiều xương thôi, cô bộ tiểu thư chắc chắn dễ nuốt hơn. Ngộ huynh có lý lắm. Quá khen. Ngộ huynh tới huynh, hay là chúng ta cùng Tiểu thư.
tiểu thư cái gì? Anh ấy mặn mày gian xảo muốn gì chứ? Bá Hoàng bắt cái người bây giờ. Còn nhìn nữa, cho mù mắt ngươi luôn. Xin lỗi. Chất lượng cỡ nào mà chọc ghẹo tôi không biết sốc chết. Trời ơi. Ông chủ, nếu tôi trả lời đúng 10 câu, có phải có quàng tiểu gà quay và bánh bao ăn không? Đương nhiên rồi. Câu trả lời là chữ sảnh. Chính xác. Câu trả lời là tân khí tật. Chính xác. Câu trả lời là mãn định quá. 10 câu đúng. Công tử của cậu đây. Đã tạo hiểm. Giỏi ghê luôn đó. Quá vậy. Gãi gà. Đúng ra ta có nói mùng 1, 15 ta không ăn thịt, nhưng thật sự đói bụng quá. Suốt 3 ngày 3 đêm không cơm không cháo. Ngươi hy sinh tiểu ngã hoàn thành đại ngã đi. Ta nhất định ghi lòng tạc dạ. Mai này ta nhất định làm bài thơ để ca tụng phẩm đức cao thượng của ngươi. Chắc là học hành học tuyết phun rồi đó. Lão gia, sao nói không cần tiểu nhân nữa? Bây giờ ta cần ngươi rồi. Ở đằng kia kìa. Ăn lại chứ. Quát bồn đó. Đúng là trời đã giúp ta. Nè, vô đánh hắn đi. Lão gia, quát bồn là thuộc hạ của người, còn là hữu thị lan nữa. Nếu người ta biết lão gia kêu tiểu nhân đánh ông ta, tội nặng lắm đó. Người đánh hắn, đừng để cho hắn nhìn thấy mặt của ngươi là được rồi. Tiểu nhân làm sao có thể ra tay, lại không cho ông ta thấy tiểu nhân chứ. Từ đầu ta chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Đánh hắn đi, đánh hắn đi. Để ta, đưa cho ta, đưa đây, đưa đây. Sung sướng lắm hay không, ghẹo thê tử của người ta. Đủ rồi, chạy đi. Đúng là khốn kiếp, quắc bụng đáng chết, chết đi. Lão gia, chạy đi. Ta không phải quắc bụng, ta là thượng cấp của ông ta. Thượng thư đại nhân. Sẽ chọn cách thi 3 hiệp đầu thải. 5 thí sinh tham gia có thành tích cao nhất ở hiệp đầu sẽ tiến hành hiệp thứ 2. Và 2 người có thành tích cao nhất ở hiệp thứ 2 sẽ tiến vào cuộc đối đầu, tranh giành giải thưởng hoàng kim của hội đèn nguyên tiêu này. Nguyên tiêu lạc mãn thiên tối nay. Được rồi, hiệp đấu thứ nhất, cuộc thi ném lọ chính thức bắt đầu. Người có thể bước vào hiệp đấu thứ hai chính là 5 thí sinh dự thi này. Vỗ tay cổ vũ. Hiệp đấu thứ hai, ném cầu quyết thắng. Các vị thí sinh vừa phải tránh bị đối phương ném trúng,
đồng thời phải dùng thời gian nhanh nhất cầm cầu máy ném vào vỏ của đối phương. Nếu như ai bị ném trúng, lập tức bị loại ngay. Tôi bị loại rồi. Không cần ăn ủi tôi không sao. Cố lên, cố lên, cố lên. Ném đi, ném vô đi. Ném đi, ném đi, ném đi. Đừng đi. Bình tĩnh. Đừng bắn. Đừng, đừng bắn, bình tĩnh đi. Đừng mà. Ai da, đau quá. Hả, trái cầu đâu? Hả, trái cầu đâu? Ai da. Thiếu gia, có sao không vậy? Mau lau đỡ đi. Hiệp đấu thứ ba, đấu trí đấu lực đại so tài, một hiệp phân thắng bại. Hai thí sinh vừa đá cầu mây vừa nói câu trả lời của câu hỏi. Cầu mây ra xuống đất không nói ra được đáp án. Thua, nói sai đáp án. Thua, lặp lại đáp án đã nói. Thua. Hai vị, hiểu chưa? Hiểu rồi. Kết quả rút thăm lúc nãy quyết định Nguyệt Doanh cô nương phát cầu trước. Năm nay là năm con chó. Hai vị thay phiên nói ra chữ ngữ có chữ cẩu. Và chữ cẩu này phải là chữ đầu tiên trong phần thi mở đầu của câu thành ngữ. Được. Bắt đầu. Cẩu trượng nhân thế. Cẩu nhãn kháng nhân. Cẩu đảng hô quân. Cậu đầu thử não. Cậu khắp khiêm tường. Cậu quyết bốn nhân. Cậu đạm kê minh. Cậu thấu thử thiết. Cậu phế lang tâm. Thắng bại đã phân. Bổn quan tuyên. Đại nhân, cổ Phạm Quy. Cô Phạm Quy. Cô Phạm Quy cái gì chứ? Lúc nãy cổ tung cước dược lần, còn cố tình đã thương nữa. Báo hại bây giờ tìm tiểu nữ đau lắm. Ê, trời ơi, đúng là đau thiệt. Để bổn quan coi thử. Đại nhân nhất định phải phân xử công bằng cho tiểu nữ. Tiểu nữ đau. Nhất định là công bằng. Nguyệt Doanh cô nương, cô tung cước dược lằn Phạm Quy, đã thương lại Phạm Quy. Bổn quan tuyên bố cuộc thi lần này là Nguyệt Kiểu cô nương chiến thắng. Nhầm lẫn không vậy? Trời ơi, Nguyệt Kiểu đúng là may mắn lắm đó. Vừa vào cầu phủ thì giành được phần thưởng Nguyên Tiêu Hoàng Kim. Nguyệt Doanh đi vắng rồi.
Tay của mụi bị dơ rồi, để huynh lau giùm cho. Không cần huynh tốt bụng vậy. Huynh đó, đừng lấy đồ người ta tặng huynh đụng vào mụi. Không phải người ta tặng cho huynh, là khăn the mụi tặng cho huynh đó. Huynh đó, lên đây làm gì? Nguyệt kiểu của huynh ở dưới kia kìa. Nguyệt kiểu ở dưới đó sao? Kiểu Nguyệt phải không? Nhưng kiểu Nguyệt không có ở dưới, ở trên kia kìa. Chỉ yêu Nguyệt Doanh. Sao không phải là Trâm Tử Ngọc? Quạt này của huynh mà, muốn giết gì mà không được chứ. Giết gì cũng được. Vậy huynh giết chị yêu Nguyệt kiểu cũng được vậy. Đừng gây bóng gian gió nữa mà. Huynh biết cổ bao lâu chứ? Chỉ có 2 ngày thôi. Nhưng với mụi thì biết, từ nhỏ cho tới lớn, thanh mai trúc mã, thứ hỏi 2 ngày làm sao mà sánh bằng 2 cái 10 năm chứ. Để huynh thí dụ tiếp nha. Lâu nhỏ làm sao sánh bằng thôn lớn, đom đóm làm sao sánh bằng Nguyệt Doanh đây. Còn Nguyệt kiểu chỉ là một làn khói tỏa, giúp một cái là biến mất tiêu. Rõ ràng là vậy. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.